dưới channel của mình và mình là Kim Motun. Ở clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khui hộp như là Samsung một cái mẫu bi gầm mới của năm 2023, và đây sẽ là một mẫu bi gầm tiên phong thế hệ mới nhất hiện tại bây giờ và một cái thiết kế cực kỳ là hay sáng giá trên cái MB này. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi khui hộp như là Samsung cái mẫu bi gầm này. Trước mắt các bác, đây chính là cái hộp của cái mẫu bi gầm mà em đang đề cập đến ở đây. Nó sẽ có cái chữ là Automobile Projector Lens Light for Laser và LED. Thì cái MB này sẽ là một cái mẫu bi gầm LED các bác nhé, chứ không phải là bi xenon. Rồi thì đây sẽ là cái mặt trước của cái hộp sản phẩm của chúng ta. Đây sẽ là mặt thông. Thì ở trên cái hộp này thì em cũng đã xem được trước là hãng người ta không in các cái phần thông số kỹ thuật ở đây, nhưng hãng có cung cấp thêm cho em cái phần thông số kỹ thuật của MB này. Thì MB này sẽ có phần chế độ cốt đạt là 30W và chế độ pha là 40W các bác nhé. Thì em sẽ đo ở cái máy test công suất thực tế của em thì chế độ cốt là 30W và chế độ pha nó lên đến là 42, thậm chí là 43W cơ. Thì cái mẫu bi này hiện tại bây giờ nó đang có cái số công suất cao nhất thị trường hiện tại bây giờ. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái sản phẩm của chúng ta. Thì khi chúng ta khui hộp ra thì ở trong một cái hộp này nó sẽ là có hai bi các bác nhá. Rồi thì chúng ta sẽ được tặng kèm nó là một cái túi ốc như này. Ở trong nó có khá nhiều ốc này. Có cả cái lục giác để chúng ta vặn những con ốc này. Và những con ốc này nó đều là có lục giác các bác nhá. Khá là xịn sò. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái nhân vật chính. Thì em xin phép là em sẽ khui cả hai MB này lên. Đó, nhìn nó khá là đẹp và chắc chắn các bác. Đây sẽ là cái nhân vật chính của chúng ta. MB có kích thước lens kính là 3.0 inch, cực kỳ là đẹp và sắc sảo. Đó thì các bác có thể nhìn thấy là cái em lens kính này được phủ một lớp AR màu xanh tím, thì sẽ được thay đổi góc chiếu như thế này, nó sẽ thay đổi màu sắc, nó khá là đẹp. Và ở đây thì các bác sẽ thấy là có một cái vòng mạ chrome cực kỳ là sáng bóng, rất là dày. MB này cầm khá là nặng và đầm tay các bác nhé. Rồi thì MB này sẽ có cái phần thân là đúc nguyên khối các bác. Đúc nguyên khối nó khác hẳn với những cái mẫu bi khác là nó sẽ được tách đôi ở đây, và em này sẽ là đúc nguyên khối. Đó thì các bác thấy là không có một cái nốt để chúng ta có thể tháo ra. Thì em này mà muốn tháo thì chúng ta lại phải tháo cái phần mạ trắng ở đây. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là MB sẽ có rất nhiều các cái phần cánh tản nhiệt ở đây để giúp cho MB này nó mát mẻ hơn khi mà chúng ta di chuyển ở những cái quãng đường dài. Và MB này được phủ một cái lớp sơn màu đen nhám cực kỳ là đẹp. Đó thì em quay gần thì các bác có thể thấy là MB này nhìn rất là chắc chắn. Ở trên MB này sẽ có khoan thêm những cái lỗ gen ở đây để chúng ta bắt vào những phần pad để cố định MB vào những cái phần pad đó, nó sẽ rất là chắc chắn. Và ở đây thì hãng người ta có làm thêm những cái lỗ ốc ở đây để tăng chỉnh cao thấp này. Đó, cả hai bên các bác nhé. Rồi và chúng ta sẽ xem qua một vòng về cái pad được tặng kèm. Thì giới thiệu với các bác đây chính là cái pad bằng nhựa màu đen, khá là dày dặn và chắc chắn. Em bóp này rất là cứng các bạn. Thì cái chân pad này sẽ là chân pad của dòng Ford này, dòng Honda hay là Mitsubishi. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái pad chân bằng như này. Và đặc biệt là những cái mẫu xe mà dòng Toyota hay là dòng Nissan ấy, thì các bác sẽ phải mua rời những cái pad nhé. Thì thường là các hãng người ta hay làm nó là cái chân dành cho Ford này, thì nó sẽ lắp được cho nhiều loại dòng xe khác nhau. Thì những cái chân mà dành cho Toyota hay dòng Nissan thì nó sẽ đặc biệt hơn, thì các bác sẽ phải mua rời, sẽ không được tặng kèm. Đó. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi vào cái kết cấu của cái MB này. Điều mà làm lên cái khác biệt so với lại những cái mẫu bi trước ở trên thị trường nó gì? Tất cả những cái mẫu bi từ trước đến nay ở trên thị trường thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có phần chip LED thôi. Nhưng MB này sẽ có hai phần chip LED riêng biệt các bác nhé. Hai phần chip LED riêng biệt. Và cấu trúc chip LED của MB này sẽ là chip LED là 6+3. Có nghĩa là khi chúng ta bật ở chế độ cốt thì nó sẽ sáng là 6 chip LED. Và khi chúng ta bật pha, nó sẽ sáng thêm là 3 phần chip LED đảm nhiệm cho chế độ pha. Cái điều mà khác biệt hoàn toàn so với lại những cái mẫu bi khác ở trên thị trường, nó chỉ có một phần chip LED thôi. Thì cái mẫu bi này nó có chế độ trợ pha, nó tương tự như những cái mẫu bi pha. Thì các bác có thể thấy là những cái mẫu bi pha thì từ trước đến nay nó luôn luôn sáng hơn mẫu bi gầm đúng không ạ? Nhưng em này nó đã tiềm cận đến những cái mẫu bi pha, có nghĩa là nó đã có trợ pha. Và những MB mà có trợ pha thì thường là cái ánh sáng và chế độ pha nó rất là mạnh bạo, và cái chế độ cốt nó rất là đẹp. Và hơn thế nữa, cái điều cải tiến cực kỳ sáng giá của MB này nó khác biệt hoàn toàn so với lại tất cả những cái mẫu bi gầm ở trên thị trường là gì? Em này không sử dụng màn chập nữa. Đó, và thay vào đó là họ nâng cấp thêm là 3 phần chip LED ở chế độ pha. Nó sẽ giúp cho MB này bền hơn. Cái này chúng ta sẽ sử dụng lâu dài mà không bị kẹt cái màn chập đó. Thì những cái mẫu bi ở trên thị trường thì các bác cũng thể biết là nó đều có tiêu chuẩn IP68. Nó là chống nước chống bụi, nhưng trong quá trình di chuyển hàng ngày, có thể là đi lội nước này, đi rửa xe, hoặc chỉ đơn giản là chúng ta đi ở cái thời tiết nóng ẩm, thì MB này cũng có thể bị hấp hơi vào trong. Và khi hấp hơi vào trong như thế thì nó sẽ có hơi nước nó nằm ở bên trong cái bi này. Mà những MB mà có màn chập thì nó sẽ hay bị cái tình trạng là kẹt cái màn chập đó. Thì ví dụ như các bác đang đi cốt mà muốn lên pha thì cái màn chập nó bị kẹt thì các bác không thể lên pha được, hoặc là các bác đang đi pha mà một xuống cốt thì nó bị kẹt, nó không thể xuống cốt được. Thì những cái MB như thế nó cực kỳ gây khó chịu cho những cái người cầm lái cũng như là những cái người đi ngược chiều, đặc biệt là cái người đi ngược chiều nó cực kỳ ở trái mắt. Cái tình trạng mà những MB mà bị kẹt màn chập ở chế độ pha thì rất là nhiều, em gặp rất nhiều rồi. Thì có rất nhiều bác có hỏi là những cái MB mà thiết kế nguyên khối như thế này, nếu như mà đi mà bị hơi nước nó nằm ở trong này thì có làm sao không? Thì có phải là do lỗi của nhà sản xuất không? Thì xin thưa với các bác là gì? Quá trình chúng ta di chuyển thì cái MB này ở bên trong nó sẽ nóng lên.
và bên ngoài môi trường không khí bên ngoài có thể là nó lạnh hoặc là chúng ta đi mưa thì nó sẽ bị hấp hơi trong này. Khi nó hấp hơi vào trong này thì ở trên cái bi hãng người ta đã thiết kế có một cái lỗ như này, và ở đây nó sẽ có một cái lưới, tất cả những cái mẫu bi ở trên thị trường nó đều có cái lỗ và cái lưới như thế này các bác nhé. Mục đích là khi em bi này nó bị hấp hơi như thế thì nó nóng ở trong thì cái phần hơi nước đó nó sẽ được thoát ra nhờ cái lỗ ở đây đó. Thì có rất nhiều bác là hay thấy có cái lỗ ở đây là lấy băng dính hay là lấy băng keo quấn nó lại, bịt nó lại, thì như thế là nó sẽ không không thoát được cái phần hơi nước ra. Và cái lỗ này nó sẽ có cái mục đích, nó là phần đối lưu không khí, nó sẽ giúp cho cái thân nhiệt của bên trong cái MB này và không khí ở bên ngoài nó sẽ không bị chênh lệch áp suất, thì nó sẽ giúp cho cái MB này nó bền hơn đó. Thì cái nâng cấp của cái MB này nó là gì? Chip LED 6 cộng 3 và không sử dụng màn chập nữa. Thì cái MB mà không sử dụng màn chập nữa thì nó sẽ có một cái chế độ cốt cực kỳ là rộng và rất là mạnh, và nó sẽ có thêm chip LED ở chế độ trợ pha nữa, cho nên là cái phần bi này nó sẽ ưu việt hơn những cái mẫu bi khác ở trên thị trường cực kỳ nhiều. Rồi thì ở đây thì các bác cũng đã thấy là em đang để một cái bộ bi gầm ở đây, thì mục đích là gì? Là em sẽ chia sẻ luôn ở trên cái video này cho các bác tiện tham khảo, cũng như là các bác sẽ biết cách để mà lắp đặt lên những cái chiếc xe thân yêu của mình. Thì các bác, đây chính là một cái cặp bi gầm laser và LED cũng giống như ở đây thôi. Thì cái cặp bi này đã được em set up cho một cái bác, thì bác này thì bác ấy là người Việt Nam nhưng bác ấy đang định cư ở bên Nhật, và bác thì yêu cầu em là bấm sẵn cho bác một cái bộ để bác ấy lắp lên một cái chiếc xe ở bên đó. Thì cái chiếc xe đó của bác ấy là chiếc CX5 phiên bản 2015, thì em đã bấm cho bác ấy là một cái cặp bi như này đó, và có sẵn jack cốt ở đây. Thì giới thiệu với các bác thì em bi này ấy, thì cái jack theo bi này nó chỉ có 3 đầu dây thôi đó. Nó sẽ khác biệt so với lại những cái mẫu bi khác ở trên thị trường, nó có đến 4 đầu dây nhưng em bi này nó chỉ có 3 đầu dây thôi. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy cho em là dây màu vàng này, dây màu đen và dây màu đỏ. Dây màu vàng này sẽ là chế độ pha, dây màu đen sẽ là dây mát, và dây màu đỏ này sẽ là cái dây dương của chế độ cốt. Thì hai cái dây đỏ đen này chúng ta sẽ cắm vào dây gầm, và chúng ta sẽ thêm một cái dây màu vàng này lên, chúng ta sẽ đấu vào cái dây dương của chế độ pha. Rồi thì bác này thì bác có lựa chọn bên em nó là một cái cặp bi LED laser này, thì bên em đã hỗ trợ là bấm cho bác cái phần jack cốt như thế này, cộng với lại là bác ấy có đặt luôn ở bên em một cái bộ dây nguồn xịn như này. Thì bác này cũng rất là cẩn thận, thì khi bác ấy nâng cấp một cặp bi gầm nhưng bác vẫn nâng cấp luôn nó là một cặp dây nguồn như thế này. Một bộ dây nguồn như thế này nó sẽ cực kỳ là ok cho cái chiếc xe của bác đó. Và bên em cũng đã bấm luôn một cái bộ dây và có những cái phần jack cốt để bác ý có thể là về cắm zin ở trên cái xe. Đây giới thiệu với các bác, đây chính là một cái bộ dây nguồn điện tử hàng xịn chính hãng. Cái dây nguồn điện tử hàng xịn này thì nó sẽ khác với lại cái hàng rẻ là gì, thì các bác có thể thấy là cái chất lượng hoàn thiện của em dây nguồn này nó cực kỳ là ok, nó rất là đảm bảo đó. Thì ở đây nó sẽ có cái phần lưới chống chuột cho cái bộ dây này, nó rất là ok. Và bên em đã cũng đã bấm sẵn cho bác ý là những cái phần jack kết nối lên cái chiếc xe của bác sao cho nó phù hợp nhất, để về bác ý chỉ việc là cắm jack là ăn ngay đó. Thì ở đây nó sẽ có thêm là cái chân jack H11 để cắm vào cái jack đèn gầm ở trên xe của bác đó, và một cái dây này thì bác ấy chỉ cần bập vào cái chế độ pha ở trên cái đèn pha chính của bác ý là nó mượn điện xuống để cho MB này nó pha được luôn. Và những cái phần đầu jack cốt như thế này thì bên em cũng đã bấm sẵn đó, thì về chỉ việc là kết nối. Đây thì em sẽ xin phép là thao tác luôn cho bác và anh em cùng theo dõi nhé. Thì ở đây sẽ có cái dây vàng này, chúng ta sẽ kết nối vào cái jack này, jack P1 để lấy chế độ pha. Ở trên bộ dây thì chúng ta sẽ có cái jack chân H11 này, thì chúng ta sẽ kết nối đó, chỉ cần như vậy thôi thì cái bộ dây của chúng ta nó đã cấp điện được cho cái MB cầu của chúng ta, nó sáng lên rồi, nó cực kỳ ok. Và cái bộ này nó sẽ ok hơn nữa là gì, là chúng ta sẽ có thêm hai cái đầu dây này, nó sẽ lấy điện trực tiếp từ bình ắc quy, nó không thông qua cái bộ dây trong xe nữa, nó giúp cho cái bộ dây trong xe của chúng ta nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ bền hơn, và cái phần công tắc của chúng ta bật nó sẽ không bị đánh lửa, nó sẽ giúp bền cái bộ dây ở trong xe hơn. Và đặc biệt là khi chúng ta lắp cái bộ này nó sẽ có thêm cái phần cầu chì ở đây, nó sẽ đảm bảo cho cái bộ này nó sẽ không bị chạm chập. Nếu như trong tình trạng là sử dụng mà có bị chạm chập thì nó sẽ ngắt cái cầu chì đây, nó cực kỳ an toàn. Rồi thì bây giờ là em sẽ test qua một xíu về cái phần ánh sáng của cái MB gầm laser và LED này cho các bác tiện tham khảo nhé. Thì hiện tại bây giờ nó đang là ban ngày, thì bây giờ nó đang là 8 giờ sáng ngày 27 chủ nhật các bác. Thì hôm nay là chủ nhật thì em cũng khá là rỗi, thì em sẽ chia sẻ với các bác cũng như là test nhanh cho các bác về cái phần ánh sáng của cái mẫu bi LED này. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng, thì hẹn các bác là một ngày nào đó em rỗi thì em sẽ test cái phần ánh sáng của cái mẫu bi này thực tế ở ngoài đường, xem là cái phần ánh sáng này nó có đảm bảo cho chúng ta nâng cấp một cái cặp bi này nó có đủ sáng hay không, cái độ sáng của nó so với lại những cái đèn zin ở trên cái chiếc xe thân yêu của các bác nó sẽ là như thế nào. Rồi thì bây giờ là em sẽ test nhanh cho các bác xem là cái phần ánh sáng của cái MB này khi mà em test ở trong nhà xem nó như thế nào nhé. Rồi thì trước khi test cái phần ánh sáng ở trong nhà để cho các bác tiện tham khảo, thì em sẽ test cái phần công suất của cái MB của chúng ta ở đây, thì em sẽ để cái MB của chúng ta ở đây, và bây giờ là em sẽ cặp ở chế độ cốt. Ở chế độ cốt của em này nó sẽ là trên 30W các bác nhé, thì chúng ta sẽ gọi nó là 30W. Rồi và bây giờ là chúng ta sẽ test thằng chế độ pha. Chế độ pha của MB này lúc này ở cái máy test công suất của em ấy, nó đang báo là 42
1,9 thì chúng ta sẽ tính gọi là 42W. Như thế này là nó đã cao hơn cái phần công suất thực tế của nhà sản xuất có cung cấp cho chúng ta. Rồi thì cái phần bi như này thì chúng ta sẽ có một cái phần công suất nó khá là cao, nó cao hơn những cái mẫu bi hiện tại trên thị trường. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của cái MB này khi mà soi trong. Rồi thì bây giờ là em sẽ test một xíu cái phần ánh sáng ở trong nhà cho các bác coi cái phần ánh sáng của cái mẫu bi laser và LED. Thì đây sẽ là cái phần ánh sáng của cái chế độ cốt của cái MB gầm này. Thì các bác có thể thấy là ánh sáng cực kỳ là mạnh và rất là rộng. Thì cái tường ở phía đằng xa kia các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng nó màu xanh lè như kia. Thì những cái MB mà có cái đường cắt màu xanh như này thì nó sẽ có cái chế độ cốt cực kỳ là mạnh các bác nhá. Rồi thì bây giờ là em sẽ bật pha lên. Đó thì các bác có thể thấy là cái tâm pha nó cực kỳ là gom và rất là đậm màu vàng. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta nó sẽ có cái nhìn bám đường hơn khi mà chúng ta tham gia giao thông. Thì khi chúng ta lên pha thì cái ánh sáng nó sẽ đưa đi xa, thì nó sẽ có cái phần tâm vàng này nó sẽ giúp chúng ta sẽ bắt mắt hơn và nó sẽ bám đường tốt hơn là những cái mẫu bi khác các bác nhé. Đó, đây thì em sẽ cho các bác nghe luôn này. Đó, nó không có cái tiếng tạch tạch thay đổi màn chập nữa, thì nó chỉ có cái tiếng mà khi em bật công tắc này thôi. Đó, nó không kêu tạch tạch ở trong cái bi nữa. Thì hãng đã loại bỏ hoàn toàn là cái màn chập đi và thay vào đó là chúng ta sẽ có thêm một cái phần tâm trợ pha cực kỳ là sáng như thế này. Nó sẽ giúp chúng ta nó sẽ nhìn đường ở chế độ pha nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đặc biệt là nó sẽ có thêm cái tông màu vàng vàng như này, nó sẽ giúp chúng ta nhìn có bám đường hơn. Đó, rất là ok đúng không ạ? Nó các bác có thể thấy ánh sáng rất là rộng này. Đây là em đang để ở giữa nhà em mà cái phần cốt ở kít dưới kia nó vẫn cứ soi được đến nơi. Đó. Đây thì em sẽ quay lên cái phần trần thạch cao của em thì các bác có thể thấy là nó rất là rộng đúng không ạ? Rất là ok, rất là rộng. Tầm pha rất là gom, đậm. Thì hiện tại ở trong nhà em đang bật cực kỳ là nhiều đèn. Nhưng mà nó vẫn cứ sáng hơn cái đèn ở trong nhà luôn. Đó, cực kỳ ok đúng không ạ? Dã man đấy. MB này khi mà chúng ta lắp một cặp lên một chiếc xe thân yêu của chúng ta ấy, nó rất là ok luôn. Và đặc biệt là cái phần thân nhiệt của MB này nó cũng không nóng đâu nha các bác nhá. MB này rất là mát, dày dặn. Đó thì các bác có thể thấy là ở đây nó sẽ có một cái lỗ thông như này. Đó, về các bác đừng dán cái lỗ đi. Thì rất nhiều bác là cứ lấy băng dính hay là lấy băng keo hay cái gì đó để các bác dán đèn lên. Không nên dán như thế nhá, để cho nó đối lưu không khí. Khi mà ở trong cái MB này nó được phát quang nó nóng lên ấy, thì ở bên ngoài không khí nó lạnh hơn thì nó sẽ chênh lệch áp suất, thì cái lỗ này nó sẽ là đối lưu không khí để nó cân bằng áp suất giữa trong và ngoài, nó sẽ không bị hấp hơi. Đó, thì nó rất là ok, cực kỳ là ngon các bác. Pha rất là mạnh, pha của MB này nó tương đương với lại những cái mẫu bi pha. Đó. Và cái MB gầm này thì tất nhiên là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn bi pha rồi, nhưng mà cái độ sáng nó sẽ không thua gì bi pha. Sẽ có một cái lúc nào đó em sẽ làm mấy clip là so sánh ánh sáng của một cái MB gầm và một cái MB pha, xem là cái ánh sáng của MB gầm này nó có ngang cơ với MB pha hay không. Rồi thì đây sẽ là cái ánh sáng thực tế khi mà em test ở trong nhà. Thì hiện tại nó đang là ban ngày cho nên là em sẽ không test ánh sáng ở ngoài đường. Thì hẹn các bác ở một cái clip sau thì em sẽ test phần ánh sáng của MB này so với lại một cái mẫu bi pha ở trên thị trường bất kỳ, để xem cái phần ánh sáng của MB gầm này nó có ok hay không. Rồi thì cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi, thì hẹn các bác ở cái clip đó nhé. Nếu như các bác có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em sẽ để ở góc màn hình ấy, thì em sẽ cung cấp cho các bác và sẽ setup cho các bác nếu như các bác có nhu cầu.